là mọi người đi Street Garden, giống như phim trường vậy đó, đẹp lắm. Ở dưới đó có hoa hồng rồi hoa hướng dương vân vân. À ừ đi thì đường đi vô đây sao? Đi xuống dưới đó. À đường đi vô đây là đi vô đường hầm đất sét luôn, nhưng mà đừng quẹo vô đường hầm đất sét mà quẹo qua bên đây. Có phải không? Chỗ này là chỗ gửi xe mà em. Ở dưới nữa. Để lại hỏi bảo vệ coi đi cái đường này gia đình đi xuống nào. Quan trong cái khu vườn bí mật, bởi vì nó bí mật cho nên là nó cũng chẳng có tên gì cả. Bây giờ tụi mình sẽ đang đi ra ngoài này để chụp hình đây, với này là hồ Tuyền Lâm này, đẹp không? Nước xanh, màu xanh này là màu xanh ngọc bích. À, hai mẹ con dưa hấu đang đi phía trước. Cái này có con ngựa. Con ngựa. Ngoài cái hồ này cũng đang có cặp cô dâu chú rể chụp hình. Vô đây nè, đúng rồi. Tiến sự Việt Nam đâu rồi. À, quay flycam luôn.